Để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ngày 21 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Tới dự có đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sông Công. Bằng nhiều cách làm hay sáng tạo đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường hoạt động liên kết phối hợp, huy động mọi nguồn lực, sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, Hội Phụ nữ thành phố Sông Công đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7 trên 8 chỉ tiêu đã đề ra. Phong trào và hoạt động của các cấp hội đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố và mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong đó nổi bật là việc hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ với nhiều hoạt động thiết thực. Hội đã chủ động khai thác các nguồn lực giúp chị em phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng luôn chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động để tập hợp thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội, quan tâm xây dựng các mô hình, chú trọng xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, đa dạng hóa loại hình thu hút và nắm chắc tình hình biến động hội viên, thực hiện chuyển đổi số, phát huy tính hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia. Chính vì vậy, sau nửa nhiệm kỳ, Hội Phụ nữ thành phố Sông Công đã kết nạp được 703 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 17.495 người, tăng 1,59%, vượt 0,09%. Có 7.358 hội viên nòng cốt, kết nạp 120 chị vào đảng, kết nạp 120 hội viên danh dự. Cái điều quan trọng nhất đối với một người cán bộ hội đó là phải không ngại khó, không ngại khổ và lấy công tác tuyên truyền vận động là gốc, mà phải tìm được tiếng nói chung của hội viên, của nhân dân, lòng tin của lãnh đạo. Được lãnh đạo tin tưởng thì mọi công việc, công tác hội được giao sẽ thành công ạ. Một hoạt động cũng rất hiệu quả của phụ nữ Sông Công là tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch bằng những việc làm sáng tạo. Đó là khâu đột phá, phát huy vai trò của phụ nữ thành phố, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức phát động nhiều chương trình hoạt động cụ thể nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ thành phố trong xây dựng thành phố Sông Công đô thị loại 2, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong triển khai thực hiện khâu đột phá, điển hình như phát động chương trình tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo. Trên cơ sở nguồn tiết kiệm từ việc phân loại rác thải tại hộ gia đình hội viên và sự hỗ trợ tài trợ của các tập thể doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm, kết quả đã tiếp nhận gần 312 triệu đồng. Đặc biệt trong chương trình phát huy vai trò của phụ nữ thành phố Sông Công tham gia xây dựng môi trường xanh sạch đẹp gắn với việc chỉnh trang đô thị, các cấp hội đã lập được 67 ngôi nhà pin tại chi hội, 2 mô hình pin tại trường học, phối hợp trao tặng 8 công trình thể thao ngoài trời, lắp ghế đá, trồng cây xanh, xây dựng mái vòm sân trường, trị giá trên 225 triệu đồng. Các chị em phụ nữ trên địa bàn xã Ba Xuyên và cũng đã có những kết quả nhất định đóng góp vào sự thành công trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Ba Xuyên, và đến nay thì đã có 8 xóm trên địa bàn xã Ba Xuyên là đã về đích xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, và xã Ba Xuyên chúng tôi thì cũng đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để đề nghị các cấp công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Với sự nỗ lực cố gắng đó, phong trào phụ nữ thành phố Sông Công trong nửa nhiệm kỳ qua luôn được đánh giá là đơn vị xuất sắc của tỉnh, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng. Về nghị quyết của thành phố thì có 9 chỉ tiêu, trong đó thì 8 chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức. Chúng tôi đánh giá cao cái sự nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công trong nhiệm kỳ qua đã đoàn kết, nỗ lực, kề vai sát cánh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như là Thành ủy thành phố đề ra. Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, Hội Phụ nữ thành phố đã thẳng thắn chỉ rõ một số mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể cho thời gian tới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ đề ra, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Sông Công thời kỳ mới. Nhân dịp này, hội đã biểu dương khen thưởng cho 30 cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động công tác hội thời gian qua, đồng thời trao học bổng cho 12 học sinh nhận đỡ đầu.